Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại là bên đặt đồ cúng bên Hoa Viên và bên Hoa Viên cũng đem đồ cúng xuống để sẵn sàng cúng cho cậu hai mâm cô chú anh chị. Là hai mâm cơm chay hết nha. Đi đồ hả? À, cũng hai mâm cơm chay quá lớn luôn. À, cái bánh bèo chả lụa nè, với cái gì gọi cuốn nè, cơm chiên chân trâu nè, lẩu nè. Quá lớn luôn, cũng quá thịnh soạn luôn. Lẩu thì lẩu nóng giống hôm trước nha cô chú. Đó, đó. Trời ơi, cái lẩu nhìn hấp dẫn quá vậy. Núm. Lẩu núm rơm. Vỗ giống như lẩu cua ngọt. Nó đồ chay Hoa Viên làm rất là chất lượng nha cô chú. Cái đó là để gà mấy cồm á, để đi chúng ta làm cậu ơi. Đây là mẫu của cậu nghe con chú anh chị. Mộ cậu hồi bữa nay không biết ai là mạnh thường quân nào mà gửi cúng cho cậu năm nữa. Đây là có chị Linh. Chị Linh hả? Chị Linh ở chị Linh ở đâu anh em? Ở Úc hả? Cúc Lăng rồi đó. Ừ. Chị Linh ở Úc hả? Đó cô chú. Thì ở đây cũng có một mấy bịch cá để chút xíu nó phóng xanh nữa nè cô chú anh chị ơi. À, cá phóng xanh cho cậu luôn, phóng xanh là quá trời ngon luôn. Wow, cơm chay nè. Ủ bên cơm chiên nè. Chiên bánh bèo nè. Cái lẩu nó qua wow, quá hoành tráng luôn chú ơi. Hoành tráng lại luôn. Còn đây là cái anh nhân viên này là phải quá quen. Toàn giữ mộ cậu. Có mộ cậu chứ lộn. Mấy cái ép mười mấy người. Vậy là ok rồi, quá ngon rồi đó. Hình lên rồi, lên rồi. Wow, bữa nay là cơm chay ở nhà Hoa Viên nấu ăn Hoa rất Viên, là ngon. Đặt trong Hoa Viên nè. Rất là ngon luôn á. Ờ cơm chay như đó. Như bữa đó vậy đó. Lẩu nữa đó, có lẩu nữa kìa. Có vậy. Ờ rồi cơm chiên nữa kìa. Đầu hai bà hai. À với hả? À, cái này của ai á? Dạ của chị Linh ở Úc. À chị Linh ở Úc hả? Dạ ta chị Linh ở Úc thì cho em hai bàn để cúng cho con Du Linh. Nhưng mà bàn kia giá trị hơn đó anh. Ờ như là cao hơn đó hả? Thấy là có wow. Cái gọi cuốn kìa. Do là vừa thuê một cái lễ là Du Lan. Du Lan đó là mặt giá nó leo thang. Cho nên là giá tăng thôi nhưng mà nguyên liệu thì vẫn giữ nguyên. À, đúng rồi. Nên là về cái cách thức niêm hoặc là mình chế biến đó ha. Bây giờ em thấy cái này có gọi cuốn nữa không? Ừ nè. Đúng rồi, cá luôn rồi, có cá phóng xanh luôn hả? Cuốn là con cà ri. Nhưng mà cậu là cậu không thích ăn cà ri cho nên mình hỏi con cà ri là cuốn. À, chạy động một xíu. Còn cuốn này ngon á. Rồi cuốn chay. Rồi thì để một hồi nữa là anh em sẽ đốt nhang để mời anh vàng ha. Có cá phóng xanh đó nè anh. Có cá phóng xanh quá. Ờ cá chê quá trời nhiều vậy. Cá phóng xanh ở đâu vậy? Đó cá phóng xanh nè 4, 6, 8, 10 bịch. 10 bịch 2, 4, 6, 8, 10 bịch. Vậy thì phóng xanh nha. Cháu vừa hỏi mấy anh có quay không? Không 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 quay. Vậy anh Quy biết kìa. Trên 3.000 con đó không? Trời ơi. Trên 3.000 con. Vậy là một bịch là khoảng hơn 300 con. Vậy là 10 bịch nó mới hơn là 3.000 con. Ừ. Đây là cá chê nha. Bây giờ anh em mình di chuyển cho nó vô đi chứ nắng nó bay tùm lum tà lá cho người kia. Có oxy mà. Có oxy hả?
Đây, cái này chắc thắp hương cậu xong rồi mới đi thả phóng sanh xong. Cái này giống cá lăng á. Cá này, cá chê á. Nó cũng là giống cá lăng mà. Ừ, đúng rồi. Nghe nói hôm nay cũng là bữa cúng lớn nữa hả? Hai ngày ba ngày liên tục đúng không? Ngày mốt anh. Ngày mốt. Ngày mai cúng ngày mốt. Ngày mai. Ngày đây là mình cúng xong bữa nay là chiều mình sẽ cúng hả? Đó là để luôn. Để luôn. Dạ. Cái gạt ở đây. Cái gạt này chắc mai chắc giữ luôn á. À giữ luôn. Mai cho mình cúng luôn nữa. Ngày mốt đúng không? Mai cúng nhưng mà mai cúng không đặt gạt nha, nhưng mà ngày mốt mình có đặt gạt. Ngày mai không có đặt gạt. Vậy là chắc có thể. Vậy là chiều nay nó di dời đi. Biết cái đó là gì đó mà không biết. Chắc chiều nay nó dời đi là mai nó đẩy lại tiếp. Không chứ giờ dời đi rồi xuôi không đẩy rồi mai rồi nha. Ngày mốt mai nữa. Không thì mướn ngày nào mình dựng ngày đó mà. Ngày trong bữa thôi nên là còn ngày nó đây mình mướn luôn đi. Mướn ngày nó luôn. Cho anh phải có tiền mới cho. Để cho anh. Ngày trong bữa là anh em mình bù mướn ngày mai rồi ngày mai. Mai là cũng có ngoài. Ngày này cũng cúng mà. Ai nói chị gì quên ta? Chị gì cúng chị gì? Chị Linh hả? Chị Linh ở Úc hả? Hôm nay em đi mà ngồi live stream cũng mát nữa. Mà cái gặp mà ngồi nhớ là né cây cây cảnh nha. Gặp này thì ngắn hơn món bì á. Bữa món bì ngon lắm nha hả? Bì hả? Món bì bì chay nè. Bì chay rất là ngon luôn. Cơm chiên đồ với lẩu với chả lụa đồ này kia thấy hấp dẫn quá ha. Lần trước thì không có gỏi cuốn mà lần này có gỏi cuốn đó nè. Thì nhìn thấy bắt mắt hấp dẫn quá ha. Quay coi Duyên làm những món chay này nhìn đẹp. Nước suối đâu đúng rồi nước suối như bên theo rồi nhà.